Xin chào các bạn, nhận thấy mọi người khá quan tâm đến chủ đề về Evangelion ở các video trước kia của bọn mình đăng tải. Một phần cũng là do sự hợp tác gần đây giữa Evangelion và tựa game Honkai Impact 3 của công ty MiHoYo phát triển, nên chúng mình quyết định làm thêm một video để giải thích về cái kết của phim. Chắc hẳn các bạn thắc mắc về cái kết của Evangelion thì đều xem qua hết 26 tập của anime cùng với movie The End of Evangelion rồi nhỉ? Nếu các bạn chưa xem hoặc không quan tâm đến spoiler thì chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi. Về bản chất thì Neon Genesis Evangelion có hai cái kết. Cái kết đầu tiên là trong tập 25 và 26 của anime series. Cái kết thứ hai là ở trong movie The End of Evangelion. Một lưu ý nhỏ ở đây là bọn mình sẽ đi theo trình tự tập từ 24 trong anime series, tiếp đến sẽ là movie The End of Evangelion, lần lượt theo sau là các tập 25 và 26, rồi cuối cùng sẽ là cái kết trong movie. Chúng ta hãy cùng đi vào cái kết đầu tiên của anime series trước. Ở cuối tập 24, Shinji buộc phải giết Kaoru, người được tiết lộ là thiên thần cuối cùng. Mặc dù Kaoru muốn đoàn tụ với Lilith, xóa sổ nhân loại và biến thiên thần trở thành dạng sống thống trị mới, nhưng cậu lại quyết định từ bỏ mạng sống của chính mình để nhân loại, hay đúng hơn là Shinji có thể tiếp tục. Khi tất cả các thiên thần đã biến mất, tổ chức Silly và cha của Shinji là Gendo Ikari đều thiết lập một dự án gọi là Human Instrumentality nhằm một mục đích, đó là kết hợp tất cả những con người thành một thực thể và chia sẻ một ý thức thống nhất. Khi mà cả hai bên đều chung một tư tưởng, nhưng mục đích hướng đến thì lại có sự phân tách rõ ràng. Với Gendo thì mục đích đó là sự khao khát luôn muốn gặp lại Yui, người vợ đã quá cố, mà vô tình hay chí ít là tình cờ ông đang thực hiện kế hoạch của Yui. Gendo muốn dùng Eva 01 như là một công cụ giúp con người hiểu nhau hơn và chữa lành vết thương lòng của chính họ, nhưng cũng có thể hồi phục lại hình dáng cá nhân sau đó. Để làm được như vậy, Yui đã hy sinh mạng sống của mình để linh hồn của cô được sống trong Eva của Shinji, bảo vệ Shinji, và chỉ Shinji mới có thể lái được để Shinji quyết định được vận mệnh của nhân loại trong lúc xảy ra Instrumentality. Còn về tổ chức Silly, họ muốn hòa tất cả mọi người lại làm một, nhưng sẽ ở trạng thái đó vĩnh viễn. Tổ chức Silly tin rằng nhân loại không xứng đáng để sống và phải hòa vào làm một. Tóm lại thì cuộc sống quá khó khăn và không còn cách nào khác ngoài việc reset và làm lại từ đầu. Lại nhắc đến Gendo, xuyên suốt anime series và movie The End of Evangelion, ông là người mà Shinji có khả năng trở thành nếu như anh không tìm ra cách để thay đổi bản thân. Để mà nói thì theo mình, Gendo không những là một người cha tồi tệ, mà về phần con người cũng tồi tệ nốt. Tất cả những điều này được thể hiện qua các cuộc thoại khó hiểu và có ít nhiều liên quan đến hình tượng Thiên Chúa Giáo. Nhìn chung thì anime series ít quan tâm đến diễn biến của ngày tận thế hơn là những cảm xúc của dàn nhân vật. Tuy nhiên, chúng ta hãy phân tích qua những gì mà The End of Evangelion mô tả. Để tiếp cận, tổ chức Silly gửi một lực lượng tấn công vào trụ sở Nerf và giết hầu như các nhân viên ở đây. Misato, trước khi bị trọng thương, nói với Shinji rằng thiên thần và loài người đều là hậu duệ của Lilith. Mỗi thiên thần là một phiên bản khác nhau của những gì con người có thể tiến hóa thành. Điều này có nghĩa là giống như các thiên thần, nhân loại cũng đang cố gắng đoàn tụ với Lilith và hòa thành một hình dạng mới, đó chính là Instrumentality. Misato cầu xin Shinji ngăn điều này xảy ra, nhưng Eva 01 không thể di chuyển. Asuka bị đưa ra ngoài bởi một loạt các Eva nhân tạo, được hỗ trợ bằng DNA của Kaoru. Trong khi đó, ở dưới tầng hầm, Ray hấp thụ phôi của Adam. Sinh vật đã được tổ chức CD tìm thấy ở Nam Cực, nhưng Adam đã từ chối Gendo và thay vào đó là để Ray hấp thụ, vì cô là một bản sao được tạo ra từ DNA của Yui và Lilith. Sau khi hấp thụ, cô biến thành Ray khổng lồ và đi tìm kiếm Shinji, người đã vào được Eva 01 và thức tỉnh. Kinh hoàng khi thấy Eva của Asuka, Shinji ngày càng suy sụp và cảm giác bất lực trong việc ngăn chặn sự hợp nhất của Eva, một biểu tượng của trí thức nhân loại, và Lilith, người khổng lồ đáng sợ. Lilith Ray xuất hiện với mọi người dưới hình dạng mà người họ yêu quý nhất. Đối với Shinji đó là Kaoru, đối với Hyuga là Misato và với Maya là Ritsuko. Ngoại lệ duy nhất là Gendo. Trong khi anh nhìn thấy hình ảnh của Yui, cô ấy đã mắng mỏ anh vì đã bỏ rơi Shinji, và cuối cùng thì Eva 01 cũng đã cắn đứt đầu ông. Trên khắp thế giới, nhân loại hòa vào với nhau thành một biển LCL dưới sự hình thành của Ray khổng lồ. LCL ở đây là dung môi giúp phi công đồng hóa được với Eva. Mọi người cũng có thể hiểu ở đây LCL là chất lỏng của sự sống, của sự sinh sản và sự hồi sinh hòa lại là một. Và đó mới chỉ là một nửa về movie The End of Evangelion. Về mặt lý thuyết thì đây là thời điểm mà tập 25 của anime series bắt đầu. Ở đây, mỗi sự lựa chọn của Shinji đều đưa ra một kết quả khác nhau. Và điển hình ở đây là movie The End of Evangelion và trên anime series. Vậy điểm khác biệt đó là gì? Neon Genesis Evangelion tập 25 có tên là Do You Love Me? Tập này diễn ra sau khi Shinji giết Kaoru. Và chính tập này cũng xoay quanh chủ yếu Shinji, Asuka, Ayanami Rei, Misato và sự bắt đầu của Human Instrumentality. Chúng ta thấy được đoạn độc thoại nội tâm của Shinji, tâm trí của Ikari Shinji bị lấp đầy bởi cảm giác tội lỗi. Sau đó, cảm giác tội lỗi đó biến thành sự không chắc chắn khi Misato lại nói với anh rằng
Chỉ những người có ý chí sống mới có thể tồn tại, và Kaoru đã ước được chết. Điều này khiến Shinji một lần nữa lại phải tự vấn bản thân rằng cậu cảm thấy tội lỗi vì đã giết Kaoru, hay cảm thấy tội lỗi vì cậu phải làm điều đó. Và nếu cậu không giết Kaoru thì bản thân sẽ bị mọi người từ chối. Tất cả những điều này đều được cố gắng truyền tải đến người xem thông qua hình ảnh về thời thơ ấu của Shinji. Trong khi đang đấu tranh tư tưởng thì Shinji đang bị Misato kéo lê trên sàn nhằm mục đích ép cậu vào Eva 01. Sau đó, chúng ta bắt gặp Shinji cầu xin bất cứ một ai cứu giúp, kể cả là Asuka, Misato, Kaji, Rei hay cha và mẹ của mình. Tập 25 kết thúc với cảnh Eva 01 tóm lấy Shinji. Như thường lệ, Shinji không muốn vào bên trong Eva 01. Cậu luôn cảm thấy rằng bản thân mình không có giá trị và điều duy nhất khiến mọi người chú ý đến cậu là vì các Eva. Cậu cảm thấy rằng mình sẽ bị bỏ rơi ngay khi mọi thứ lắng xuống và cậu sẽ lại cô đơn. Ngoài ra, Asuka, người cũng trải qua các cuộc đấu tranh nội tâm khi ở trong Eva 02, những khủng hoảng từ thời thơ ấu ùa về và cuối cùng cô nhận ra rằng mình cũng cô đơn như Shinji. Tiếp theo, chúng ta đến với đoạn độc thoại nội tâm của Ayami Rei. Lần này, các bản sao của Ayami cùng xuất hiện để tìm hiểu được sự tồn tại của mình và làm sao các bản sao còn giữ được ký ức. Ayami Rei luôn muốn chết, nhưng bây giờ khi đã đến lúc, cô ấy lại sợ điều đó và cô ấy muốn sống. Cuối cùng, ta cũng hiểu được Ayami Rei là con người có trái tim và nó được hình thành bởi các mối quan hệ của cô ấy với những người khác. Đây là lý do tại sao cô ấy phản bội Gendo và chọn Shinji. Người duy nhất cố gắng tiếp cận với cô ấy là Ikari Shinji. Vì vậy, Instrumentality bắt đầu do Rei và dựa trên ý chí của Shinji. Đúng vậy, qua sự mâu thuẫn trong tiềm thức của cậu, Shinji luôn muốn Instrumentality xảy ra bởi vì cậu nghĩ rằng mọi người đều ghét mình và nếu không ai yêu cậu thì không ai đáng được sống. Lúc này, khi Eva 01 đang trở thành cây sự sống, Shinji lúc này đã hóa thành thứ chất lỏng như bao người và rồi lại xuất hiện một lần độc thoại nội tâm nữa của Shinji. Trong cuộc độc thoại nội tâm lần này, cậu với tư cách một con người đang đứng ở vị trí nào? Vì vậy, cậu đã bắt đầu nhìn vào cách mà người khác nghĩ về mình. Điều mà Shinji cảm nhận được đó chính là thứ mà mọi người đã phải trải qua và không chỉ mình cậu cô đơn như vậy. Vì Rei khổng lồ đã phá vỡ AT field của mọi người bằng anti-AT field của mình, Shinji có thể kết nối linh hồn với mọi người. Mình xin được giải thích một chút về AT field. AT field là viết tắt của Absolute Terror field, vùng tuyệt đối cấm. Theo tài liệu của Kaji trong Evangelion, mỗi con người đều có một lá chắn để bảo vệ khỏi những tác nhân vật lý, để giúp con người không phải đối diện với thực tế, để bảo vệ niềm kiêu hãnh của chúng ta. Đôi khi, thứ lá chắn đó tạo ra những cái vỏ cho con người rúc vào. Nói cách khác, AT field là một bức tường mà tinh thần tạo ra. AT field ngăn cản mối quan hệ tâm linh và ngăn cản con người hoàn toàn gắn kết với nhau. Còn anti-AT field, nó là thứ để phá vỡ AT field. Quay lại câu chuyện, khi kết nối với linh hồn người khác, cậu cũng có thể nhìn vào quá khứ của Asuka và Misato và nhận ra rằng họ cũng luôn cảm thấy không an toàn và sợ hãi những gì mà mọi người xung quanh nghĩ về họ. Misato luôn che giấu con người thật của mình đằng sau tính cách chuyên nghiệp vì sợ bị mọi người từ chối, và Asuka không muốn mở lòng với bất cứ một ai vì sợ tổn thương. Ở một khía cạnh nào khác, mọi người đều cô đơn. Tập 26 kết thúc với việc mọi người cảm thấy tội lỗi khi đùn đẩy hết mọi trách nhiệm, mọi tội lỗi cho Shinji. Anime series kết thúc ở tập 26 khi mà Shinji nhận ra được sai lầm của mình. Và dĩ nhiên, toàn bộ tập này sẽ xoay quanh Shinji. Mặc dù Shinji hiểu rằng cậu không nên ghét cả thế giới vì đã không chú ý đến cậu, nhưng Shinji vẫn luôn tự hạ thấp bản thân mình. Shinji cảm thấy bản thân mình là không cần thiết và rằng cậu là một đứa trẻ không mong muốn của bố mẹ. Nhưng Misato đã chỉ ra rằng vì Shinji sợ thất bại nên cậu không dám hành động. Shinji cũng nói với Misato rằng cô cũng như vậy và cậu nhận ra rằng tất cả mọi người đều thiếu một mảnh ghép. Và đó là lý do tại sao ngay từ đầu Human Instrumentality là cần thiết. Toàn bộ tập này khá giống như một buổi tư vấn, nói đúng hơn là một buổi trị liệu cho Shinji và có thể cho cả người xem nữa. Shinji được tạo ra để nhận ra rằng những người khác cũng có vấn đề. Bạn không thể coi mọi người là thước đo cho bản thân, điều đó chỉ càng làm bạn trở nên tự ti hơn. Shinji cuối cùng cũng hiểu ra rằng mọi người nhìn bạn như cách mà bạn thể hiện bản thân với thế giới. Nếu bạn có định kiến rằng mọi người sẽ luôn ghét bạn thì bạn không thể mở lòng đón nhận mọi người. Do đó, cách nhìn của bạn về thế giới là rất quan trọng. Và một người là không hoàn hảo, nhưng việc chấp nhận rằng anh ấy, cô ấy không hoàn hảo sẽ giúp bạn có cơ hội phát triển. Tương tác với những người khác giúp bạn mở rộng tầm nhìn hạn hẹp của mình về thế giới. Lựa chọn của bạn xác định bạn là ai. Cuối cùng thì Shinji cũng đã hiểu ra tất cả những điều này và cậu ấy chấp nhận bản thân của mình. Sau đó, mọi người xung quanh đồng loạt vỗ tay và chúc mừng cậu. Shinji cảm ơn mọi người và Evangelion kết thúc. Nếu bạn nào đã theo dõi đến tận đây thì ắt hẳn đã hiểu cái kết của anime series rồi chứ. Nhưng cái kết của Evangelion không chỉ dừng lại tại đây. Chúng ta còn một cái kết khác ở movie The End of Evangelion mà mình sẽ dành thêm chút thời gian để nói. Trong movie, Shinji, người muốn thoát khỏi thế giới mà mình không tồn tại, đã được Ayami Rei trao cho cơ hội thông qua dự án Instrumentality. Thế giới sau Instrumentality này sẽ không có con người và lý do tại sao cơ thể vật lý của Shinji vẫn còn. Đó là vì AT field của Eva 01 đã che chắn cho cậu khỏi trường anti-AT field của Rei khổng lồ. Một biển các chất lỏng màu cam khổng lồ mà Rei gọi đó là súp đang ngập tràn khắp mọi nơi. Sau đó, chúng ta có thể thấy hình ảnh Rei đang quấn lấy Shinji trong trạng thái khỏa thân.
Tại đây, chúng ta phát hiện ra rằng Rey đã tạo ra thế giới này vì đó là điều mà Shinji mong muốn trong tiềm thức. Một thế giới không có rào cản được gọi là AT Field ở giữa mỗi con người, nhưng mỗi AT Field lại đại diện cho một nhân cách, một con người, nên việc không có rào cản AT Field có nghĩa là con người sẽ không còn tồn tại. Đó là nơi Shinji nhận ra rằng anh ấy không thể tiếp tục trốn chạy được nữa. Cậu hiểu ra rằng mọi người sẽ lại phản bội mình và cậu sẽ phản bội lại mọi người, nhưng đó là tất cả các quá trình để trở nên trưởng thành. Cậu không thể mong đợi mọi người hành động theo cách của cậu muốn. Shinji quyết định kết thúc Instrumentality, khiến phôi của Lilith, hay còn gọi là Black Moon, phá vỡ và giải phóng tất cả các linh hồn bị mắc kẹt ở trong đó. Linh hồn của Yui Ikari đã quyết định ở lại trong Eva 01. Còn về Rey thì chúng ta vẫn chưa biết chắc được là cô đã chết hay không. Và Rey đã nói rằng bất kỳ ai cũng có thể trở lại hình dạng con người, miễn là họ có thể mường tượng ra bản thân trong trái tim của chính mình. Và Asuka có một ý chí sống thực sự mạnh mẽ, hoặc có thể Eva đã hỏng của cô ấy đã bằng cách nào đó che chắn không cho cô bị chuyển thành dạng nước cam. Mặc dù Shinji đã chấp nhận thực tế rằng anh ấy sẽ không bao giờ có thể có được tình yêu sau khi kết thúc Instrumentality, anh ấy vẫn hy vọng rằng một ngày nào đó mọi người sẽ hiểu nhau mà không làm tổn thương lẫn nhau. Hy vọng sau những phân tích trên của bọn mình, các bạn sẽ phần nào hiểu hơn về cái kết của Evangelion. Nếu hay thì các bạn hãy like, share và subscribe để ủng hộ bọn mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.